Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay là buổi chiều hơi nóng nực và oi bức, đúng không anh em? Hơi nóng nực nhưng mà vẫn anh em vẫn chiến đấu nhiệt tình, vẫn nhiều hàng về để khoe cho tất cả anh em. Anh em ơi, xe RSX đời 2018 này, RSX FI nhá, đời 2018 giá hợp lý thôi. Ông quay con vòng đi. RSX FI đời 2018 màu đen, màu đen tem xanh nha anh, tem to này. Đấy, tem to FI. Đấy, xe vừa về xong. Biển 29Y344584. Ai giải năm sinh. Đấy, xe máy chất nha anh em nhá. Đây, đời 2018 RSX. Đấy, vừa về xong. Vừa về tại cửa hàng xong. Con này bên mình đang bán ra với giá là 16 triệu. 16 triệu với chiếc RSX FI đời 2018 nha anh em nhé. Đồ đàn máy chất. Quay chi tiết cho anh em. Cứ về con nào là em cho lên sóng con đấy để anh em. Ui trời, vẫn còn đang mũ bảo hiểm của các đây. Có thằng em dại này suốt ngày nó đòi mũ. Đấy anh em nhá, đồ đàn các thứ là ok đấy. Quay con cái vành bánh đồ đàn này. 16 triệu anh em ơi, 16 triệu chiếc RSX FI đời 18 anh em nhá. Gương lược các thứ đầy đủ hết, không thiếu phụ kiện gì. Tiếp theo là con Grande Noza Grand đời 20, con này 2020. Đợi dừng kiểm tra. Con này đời 2021. Con này đời 2021 nha anh em nhá. 2021. Grande, ô xin lỗi, biển 21. Biển 21 đời 20 đâu rồi? Đây 2018. Xin lỗi anh em, biển 21 đời 2018. 21B186662. Mới lắm anh em. Anh xem. Grande màu nâu, chạy công tơ chạy hơn vạn. Máy chất nhá mọi người nhá, máy chất lừ luôn. Đấy, con này đời 2018 mà đây. Ui, pha kính đẹp nhúng nhỉ, pha kính đẹp thế, trắng phau luôn, pha kính trắng phau. Đấy, đồ đàn anh em này, màu nâu nhá anh em nhá, màu nâu, màu như kiểu là màu nâu gì đấy, nâu cà phê. Nâu cà phê. Đấy. Ok. Đời 2018, biển Yên Bái anh em ạ. Biển Yên Bái, anh em nào muốn chốt xe này thì inbox trực tiếp bên mình nhá. Con này đang bán ra với giá là 25 triệu. 25 triệu với chiếc Noza Grande. Xe đẹp này, mình quay một vòng đẹp. Đấy, đẹp kìa. Đấy, 2018 nha anh em nhá. 2018 công tơ chạy 9.000. Đấy, 9.000. 25 triệu, anh em nào muốn chốt xe này thì inbox trực tiếp nhá. Ông ơi, ông quay xe này. Ui, con này đẹp đấy ông ơi. Vạn 6 anh em ạ. 2011 Dream 2011 chạy 1.6 vạn. Trời, xuất sắc, quay cho cháu vào. Ui ui, mới này. Này, chạy 1.6 vạn. Chỗ công tơ 1.6 vạn, xe đang dán ni lông cả xe nhé mọi người nhá. Dream 2011 anh em, ui đồi độ xuất sắc này. Đây, ông quay cho con vòng thêm. Đấy, con này là giá tình yêu tình báo thôi. Em vào bảo toàn xem là con này vừa mua bao tiền để chị cộng luôn. Đấy, con này là biển 29C nha anh em nhá, 03861. Đấy anh em, con xe này xe cũng tương đối được. Cái này đã thay rồi nhá, cái ốp này đã thay rồi. Cái ốp nó cũng đã qua xử lý một xíu rồi anh em ạ. Máy nguyên nha anh em nhá, máy nguyên. Thụt thì đã bắn sơn rồi. Con này bao tiền? Mua 35 năm rồi. Anh Kiên bổ cộng bao tiền? 35 mua xe gì đấy? Con này mua 35 năm rồi anh em ơi, mua đã 35 năm rồi. Dream nha anh em nhá, Dream 2011. Máy nguyên, đồ thụt thì có bắn lại tí thụt rồi. Đây, yên áo đẹp, ốc ác các thứ đẹp, đồ nhũ mã các thứ ok. Thay mất cái nắp sinh nhan, cái nắp này thì nó cũ rồi, thay bên đây gì, nhưng mà đồ chất đẹp. Đang lai trực tiếp. Đồ chất đẹp nha anh em nhá. Cánh yếm mới. Cánh yếm mới. Đây anh em mới ra máy được nha anh em nhá, xe máy ok. Đấy,
Xe vẫn đang dán ni lông ở xe này. Mua 35 triệu 500 rồi anh em ạ. Con này sẽ cộng 3 triệu rưỡi. Không biết là anh Kiên anh có nghe không. Ê, nhưng mà em thôi, em Dung vẫn cộng 3 triệu rưỡi anh em ạ. Nhờ anh em vẫn cộng 3 triệu rưỡi. Đấy, anh em nào inbox cho cái xe này nhá. 3 triệu rưỡi hơi ít anh em ạ. Hơi ít đấy. Hơi ít đấy. Thôi ông ơi, mua 35 năm rồi nhá mọi người nhá. Nếu cộng thêm bao nhiêu thì chút ra anh em sẽ báo thêm. Con Way F110 đời 2009 màu đen. Xe này nó tầm tầm vừa vừa xe nhưng máy chất. Những xe này là vừa mua nhá. Đấy, ông quay con xin vòng Way S nha anh em nhá. Way S đời 2009, tem nhỏ đấy, 2009 này. Đấy, đồ đàn vừa mua xong. Con này mình bán ra với giá là 9 triệu 500 nghìn. Biển 30Z62637. Máy chất. Gọi là cái tầm xe tầm này thì nó gọi là vừa vừa theo thời gian thôi. Để mà bảo chất lừ mà xe đẹp thì là không phải là xe đẹp lắm đâu nha anh em nhé. Vừa mua, anh em nào muốn dọn xe này thì cũng vẫn dọn được bình thường. 9 triệu 500 nghìn. Ok. Đấy, lại quay tiếp con GSX. Con này với mắt Dung thì Dung nhìn cũng tương đối được mọi người ạ. Cũng là đời 2009. Biển Hà Nội. GSX 110. GSX 110 nhé mọi người nhé. GSX 110. Ông quay con xin vòng. GSX 110 đời 2009-10. Vành đúc màu xanh. Xe chất. Máy nguyên nhé anh em nhá. Xe máy nguyên. Đấy, quay cho con một vòng nữa nào. Con này bên mình đang bán ra với giá là 12 triệu 600 nhé anh em nhá. Đấy, 12 triệu 600 đấy, chiếc GSX 110 đời 2009-10. Form nhỏ đây anh em nhá. Tại công tơ chạy hơn 2 vạn. Máy chất nhỉ. Máy chất vành đúc. Đấy, cái này anh em là vùng trên núi là thích đi cái dòng này lắm. Thích đi cái dòng này đi view. Số mà, số đi sướng. Đấy, 12 triệu 600 anh em nhá. Ok, tiếp theo chiếc GSX-FI. GSX thường ấy chứ. Con này GSX thường anh em nhá. Con này GSX thường nhá. Biển 36. Biển 36, để tôi xem nào. Con này biển 36B. B484864. GSX. Con này bán ra thì giá hợp lý thôi. Đây cho xem nữa. Mới con này mới thay lốp. Con này đời 2015-16 nhá mọi người nhá. Đấy, mới thay lốp, lốp mới tinh này. Ông quay. Ai mua con này về lốp đi mấy năm. Máy chất. Con này đã dọn đẹp rồi nha anh em nhé. Mới về nhưng mà anh em tranh thủ đã dọn đẹp rồi. Đấy, con này bên mình đang bán ra với giá là 13 triệu 800. GSX biển 36. Màu đỏ đen đời 2015-16 đấy. Đấy anh em nào inbox trực tiếp con này 13 triệu 800 nhé anh em nhé. 13 triệu 800. Xe dọn ngon lành cành đào. Dọn ngon lành cành đào rồi về chỉ để đi thôi. Đấy, tiếp theo lại một chiếc xe biển 36 nhá, Dream Thái biển 36. Con này thì máy chất nha anh em nhá, máy chất hình hài cũng được. Nhưng mà không zin đâu nhá anh em nhá, không zin đời này không zin đâu, không còn zin đâu. Anh em cứ hỏi sao xe nó rẻ mà cứ bảo zin. Zin làm sao được đời này? Mười mấy triệu anh em đừng có bảo là xe zin. Đấy. Chưa. Mang đây chị lai nốt. Chưa. Đấy. Dream Thái nha anh em nhá. Dream Thái. Dream Thái biển 36. Máy chất. Chất thôi, máy chất thôi. Anh em đi về đi công trường đi nhẹ nhàng chợ búa. Nhẹ nhàng thì là ok, ông quay quanh vòng. Đấy. Xe này là bên mình đang bán ra với giá là 15 triệu 500 anh em nhá. Thực ra là máy chất để mà so những con xe bảo là nguyên hay không, con này không còn nguyên. Không còn nguyên là máy không nguyên, nhưng đồ đàn các thứ vẫn ok anh em ạ. Đấy, máy chất vẫn đang nổ. 15 triệu 500 anh em nhá. Ai muốn mua những cái con xe này về đi lại nhẹ nhàng công trường công chiếc.
muốn thích thích đi gym Thái, nó rẻ tiền. Đấy, úi trời, Sương Yên gì nhỉ? Sương Yên xịn Hà Nội. Một sợ Sương Yên sắt đấy. 15 triệu 500 một chiếc với chiếc Dream Thái này anh em nhá. Ủa, con này mới quá nhỉ. Ừ, em cho lên đây chị. Mới quá nhỉ. 63 triệu. Dream Việt Nam đấy, 012. Ui giời, con này mới lắm anh em ạ. Em điện anh Kiên lên, con này bán bao tiền? 67 triệu đúng không? 9.000 cây anh em ơi. Đấy, 012, 9.000 cây. Anh ạ. Vâng. À, ông quay con vòng xe này, quay từ đây này. 9.000 cây thì bổng sao nó là mới đúng không? Vừa về nhá anh em nhá, vừa về xong. Vừa về. Đấy, ông quay cũng sổ ok. Cái da máy là con mới này. Da máy đẹp nhỉ. Đấy. Xe hiện tại xem mà lại không dán ni lông. Lốp trước zin. Đấy, biển số 29P11601000. 16161. À xin lỗi, 16160. Đời 2012 anh em nhá. Lốp zin cả đôi 9.000 cây mà em về số chị. Trời, máy phê nhỉ. Mới này anh em nhìn này. Đấy, độ sắc nét này. Xe không dán ni lông, con này không dán ni lông. Đấy, 2012 nhá, ông quay cái da máy gà côn. Ui, phê nhỉ. Ông quay đầu bò con nhá. Phê, con này cực kỳ là đẹp luôn. Chạy 9.000 cây. 9.000 cây đừng được bảo tại sao mà gym nó đẹp. Ui trời, con này. Ông ơi, quay quan cái nắp bình xăng. Đẹp chưa? Này. Này, người ta đi, người ta sử dụng, người ta không sử dụng đến, người ta cũng không để bẩn luôn. Đấy. Con này là vừa nãy mua nhá mọi người nhá. Con này là bên mình đang bán ra với giá là 67 triệu, em 67 triệu 500 nhá mọi người nhá. 9.000 cây đừng bảo tại sao nó mới. Mới lắm anh em ạ. Thực sự là con này nó mới lắm. Hơn 9.000 cây mà có đời 2012 này. Ông quay con đời 2012 này. Ông quay gần cho con cái đời 2012. Ông quay gần cho con cái 2012 này. Đấy, cho anh em nhìn. Đấy. 2012 nhá anh em nhá. Ôi dồi, độ sắc nét này. Đấy. 67 triệu 500 với chiếc Dream 2012 này. Chạy 9.000 cây anh em nhá. Đấy. Để kiếm được những con xe đẹp thì chỉ đến xe máy Hoàng Kiên là có. Hãy tiếp tục có một con xe SH mọi người ơi. SH này siêu mới, siêu đẹp. Nặng quá. Siêu mới, siêu đẹp của anh em ạ. Đời 2018 thôi. Nhưng mà chạy có bao nhiêu? Hơn 1.000 cây. Phê luôn, mắc phê. Riêng con này anh em mà đang muốn sưu tầm cái dòng này nhá. Cam kết với anh em, những anh em nào mà đang muốn sưu tầm những dòng đời 2018 của 2017, 2019, chốt em này cho em. ABS 125 ABS, quay gần cho con. Đấy, sỏi ơi. 1.800 cây. 125. Đời 2018, 1.800 cây, chuẩn đét ABS anh em nhá. Đấy, quay cho con kỹ cái này. Sỏi. Gương lược để phụ kiện anh em nhìn coi công tắc này, đẹp không? Đấy, quay lại con một vòng này. Xuất sắc không anh em nhìn, ôi trời này. Nhìn cái thụt thò của nó anh em nhìn. Độ xuất sắc của con này thì anh em không chê nhá. Cam kết không chê, biển Hà Nội, biển B Ba Đình. 29P190065. 125. Trời ơi, phê. Con này mắc phê, nói thật anh em, đây buôn xe rồi nhưng mà nhìn những cái con này mắc phê luôn. Ông quay con cái nắp bình này. Đấy, thấy không? Này. Đấy, yên này. Yên này. Yên nó ít đi này. À. Ốc này, tất cả phụ kiện các thứ đầy đủ nha anh em nhé. Mắc phê, bao phê, riêng những cái con xe này là bên Hoàng Kiên là toàn sưu tầm hết. Toàn sưu tầm mới có những cái dòng xe này anh em ạ. 1.800 cây đừng hỏi vì sao, nó mới đúng không anh em? À, xe SH nha, 125 ABS đời 2018, chạy 1.800 cây. Bên mình đang bán ra với giá là 84 triệu. Anh chị em nào đang thích những cái dòng xe này chốt cho Dung. Cam kết nha, nó thật, Dung cam kết với anh em. Để kiếm những con xe còn 1.000 mấy trăm cây không có nhiều đâu. Số lượng cực ít. Đấy, anh em nào muốn chốt những cái xe này mà đang tìm,
anh em đang tìm, ví dụ như tìm khung tầm khoảng hơn 70 một tí, anh em nên cố lên làm hơn 80 một tí. ABS tội gì mống nguy, phanh chống ngã đúng không? Ok ok, chắc là hết xe lần này đúng không? Ok, tất cả anh em nhá, còn rất nhiều những cái dòng xe bên mình, về rất nhiều các dòng xe. Mong tất cả các anh các chị em hãy nán chân vào đến với xe máy Hồng Kiên, cam kết với anh em trao cho anh em giá trị về những cái dòng xe bên mình. Đó, ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh các chị trong video lần sau.